Việt Nam nằm gần xích đạo, quanh năm chịu sự bức xạ của tia tử ngoại UVA. Tiếp xúc bức xạ tia tử ngoại thời gian dài sẽ gây tổn thương làn da, sản sinh một lượng lớn gốc tự do, khiến màng tế bào sản sinh phản ứng oxy hóa nhanh, khiến tế bào sắc tố đen sản sinh lượng sắc tố đen nhiều hơn, từ trong dần phân bổ đều ra ngoài bề mặt da, hình thành nên những vết thâm đen. Ngoài ra, Việt Nam là vương quốc xe máy, trong khi thải xe mang nhiều chì, tiếp xúc lâu ngày thúc đẩy gia tăng làn da đen sạm, lão hóa, chảy xệ, tàn nhang. Vì thế, phụ nữ Việt Nam càng ngày càng đen và lão hóa nhanh. Muốn có một làn da trắng sáng mịn màng, ức chế tia tử ngoại, chống lại gốc tự do, ức chế sắc tố đen là việc then chốt. Những sản phẩm làm trắng da chỉ ngăn ngừa tia tử ngoại thông thường. Đối với tia tử ngoại sóng dài UVA, hầu như không có tác dụng. Chị Mỹ ở Hà Nội cũng là fan cứng của viên uống trắng da Magic White đến từ Nhật Bản. Chị Mỹ năm nay 25 tuổi, kiên trì sử dụng viên uống trắng da Magic White đến từ Nhật Bản được 1 năm. Toàn thân như thay da đổi thịt vậy. Vết thâm đám trên mặt nhạt hẳn đi, làn da toàn thân trở nên trắng sáng, sắc mặt cũng hồng hào. Tất cả những người quen biết cô đều cảm thấy rằng cô như biến thành người khác. Thời tiết Việt Nam rất nóng. Trước khi chỗ này trên mặt tôi đều đầy vết nám, tàn nhang. Da của tôi đen nhẻm. Tôi thường xuyên đi xe gắn máy, đội nón, kính râm, áo chống nắng, quần dài, mang vớ kính mít toàn thân. Vậy mà vẫn chưa đủ, còn phải thoa kem chống nắng. Nhưng da tôi vẫn đen, vẫn khô. Chị Mỹ sử dụng viên uống trắng da Magic White được 7 ngày, làn da dần sáng lên. Hơn 10 ngày làn da trở nên trắng hẳn, mịn màng. Chưa tới 1 tháng, làn da trắng trẻo màu nước, láng mịn, đang hôi. Không qua công nghệ chỉnh sửa, không xài ứng dụng, phóng to vẫn mịn màng, trắng mọng, quả là điều kỳ diệu. Bây giờ ra ngoài, ai cũng khen tôi đẹp. Vài tuần trước, bạn trai cũ thấy sự thay đổi của tôi, liền chủ động theo đuổi tôi nữa. Cảm giác làn da trắng hồng xinh đẹp lên thật là tuyệt vời. Từ sản phẩm bôi ngoài da đổi qua viên uống, từ trắng do make up biến thành trắng thật sự từ trong ra ngoài, giống như chị Mỹ vậy. Sau khi các cô gái đích thân trải nghiệm hiệu quả thật sự từ viên uống trắng da Magic White xong, đều trở thành fan cứng, còn nhiệt tình giới thiệu sản phẩm cho bạn bè và người thân, cùng nhau trở nên trắng hồng và xinh đẹp hơn. Từ đó sự tự tin và niềm vui sống cũng đến với họ.